안녕하세요. xin chào các bạn. Mình là Yuna. Mình là Deon. Chúng mình là anh em cô. Câu tiếng Hàn của hôm nay chính là Ta dan. Câu hôm nay chính là giúp tôi với. 도와주세요. 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 저요. 니나이서 와. 도와주세요. Mình có thể mình phải nhớ câu này đúng không ạ? Mình nếu mà sang Hàn Quốc mà gặp chuyện gì đó khẩn cấp chẳng hạn. Mình phải có thể nói được xin giúp tôi với 도와주세요. 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 Mình đã chuẩn bị một cái tình huống mà em sẽ kêu là 도와주세요. Kêu cho anh à hay là kêu cho em? Kêu cho anh. À, okay, gọi okay. Anh là hãy giúp em với. Và các bạn thử xem là Yuna gặp trường hợp gì mà phải kêu là 도와주세요. Ok các bạn. Anh chuẩn bị trước. Ok. Thế thì bắt đầu. Ôi, chán quá, chẳng có gì làm cả. Làm gì nhỉ? À, đồ anh đeo vậy. Oppa, 도와주세요. 도와주세요. Sao vậy em? Sao vậy? Bị chuyện gì? Chán quá. Giúp em với. 도와주세요. 도와주세요. Đừng đùa nhá. Anh có việc quan trọng đây. Ôi trời ơi. Ok ok. Vui quá. À, mà chán thật đấy. Lại làm gì nhỉ? Chả có gì để làm cả. Lại một lần nữa. Oppa, 도와주세요. 도와주세요. Sao vậy? Chuyện gì? Em chán chết mất rồi. Ôi trời ơi. À. Ai, buồn cười thật đấy. Ai trời ơi. Buồn cười quá. À, lần của tôi lại bị gãy. Anh ơi, 도와주세요. Anh ơi. Oppa, 도와주세요. Thôi đừng đùa nha. À, em bị gãy lưng thật mà. Trời ơi, em gái kêu là 도와주세요 mà không giúp. Anh cũng có việc quan trọng để gọi em 도와주세요 mà cứ gọi anh. Ok, em đã giúp anh rồi mà. Ok, các bạn hãy nhớ câu rất là quan trọng. Hãy giúp tôi với tiếng Hàn là 도와주세요. 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 Các bạn có thể học từ câu này để gặp trường hợp nào rất là khẩn cấp phải kêu 도와주세요. Và có biết nữa không? Các bạn ơi, 도와주세요. Để làm like, subscribe. Tiếng Hàn của anh em cô. 안녕.